Cũng trong rạng sáng ngày hôm nay đã diễn ra trận chung kết nội dung đơn nữ của giải quần vợt Indian Wells năm 2017 giữa hai tay vợt đó là Elena Vesnina và Svetlana Kuznetsova, và sau một trận đấu đầy căng thẳng thì tay vợt bản lĩnh hơn đã đăng quang ngôi vô địch một cách rất xứng đáng. Hạt giống số 8 của giải Kuznetsova đã mất tới 71 phút mới có thể thắng 7-6 Vesnina trong set đầu tiên. Tuy nhiên lợi thế dẫn trước này đã không được duy trì lâu khi hạt giống số 15 Vesnina nhanh chóng giành lại điểm số trong set 2 và thắng 7-5. Set thứ 3 quyết định diễn ra đầy căng thẳng khi cả hai đã đến rất gần với chiếc cúp vô địch và Vesnina đã tiếp đà thắng liền 4 game để vượt qua Kuznetsova với tỷ số 6-4. Thắng chung cuộc 2-1 sau hơn 3 giờ thi đấu, Elena Vesnina đã lên ngôi vô địch Indian Wells, danh hiệu đầu tiên của cô trong năm nay. Còn với Kuznetsova, đây đã lần thứ 3 cô thất bại trong trận chung kết của giải đấu này.